Bệnh nha chu là một bệnh rất phổ biến của vùng răng miệng. Trong nước bọt có chất canxi. Chất vôi này kết hợp với mảng bám răng tạo thành vôi răng hay còn gọi là cao răng. Bệnh nha chu là một bệnh nhiễm trùng gây ra bởi những vi khuẩn lưu trú trong mảng bám và cao răng. Các yếu tố nguy cơ gây bệnh nha chu bao gồm chế độ dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe răng miệng không tốt, tâm lý căng thẳng làm giảm sức đề kháng, hút thuốc lá, dùng các chất kích thích. Ngoài ra, sự thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ trong thời gian dậy thì, hành kinh, mang thai hay mãn kinh đều cũng làm tăng nguy cơ bệnh nha chu. Tôi không biết về bệnh nha chu ạ. Tôi cũng chưa chứng kiến ai về bệnh nha chu ạ. Thì bệnh nha chu thì tôi nghĩ nó là một cái bệnh về răng miệng. Ví dụ trong cái thời gian mà từ khoảng có thể là do mình vệ sinh răng miệng không kỹ hoặc là do mình không có định kỳ để mình đi đến cái phòng khám răng, mình vệ sinh, mình cạo vôi răng thì nó có những cái mảng bám. Khi mà đánh răng thì lâu lâu nó xuất hiện tình trạng là chảy máu răng. Bệnh nha chu nếu không điều trị sẽ gây hôi miệng, chảy máu nú, rụng răng. Hậu quả của nhiễm trùng nha chu còn nghiêm trọng hơn rất nhiều như làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch, gây sinh non ở phụ nữ mang thai. Bệnh nha chu thì định nghĩa nó như là một bệnh viêm mô quanh răng. Và nó có thể đưa đến hai cái mà thông thường là viêm nú hoặc là viêm nha chu. Tất cả những cái đó thì nó có rất là nhiều những nguyên nhân đưa đến và thường rất là hay gặp. Bệnh nha chu thì thường hay xảy ra ở những cái tuổi, thì bất cứ ở tuổi nào, từ 14 tuổi trở lên là có thể có, nhỏ hơn thì nó cũng có thể, nhưng mà nó sẽ đưa đến những cái bệnh lý khác. Hầu như là theo thống kê năm 2000 cho đến bây giờ, tại các bệnh viện lớn của Bộ Y tế đã thống kê thì khoảng từ 80 đến 90% là tỷ lệ bị viêm nướu và nha chu. Và nó cũng không chừa bất cứ ở cái tuổi nào, nhưng mà thường là hay gặp là từ 14 tuổi trở lên. Như lúc nãy định nghĩa, bệnh nha chu là một bệnh viêm mô quanh răng. Và khi quanh răng như vậy thì nó có tổ chức nướu, tổ chức xương để giữ lại tất cả những vị trí răng ở trên cung hàm. Nếu như bị viêm nha chu lâu ngày thì răng sẽ tự rụng, tự động rụng. Còn nếu như bình thường ấy, thì cái miệng không bao giờ sạch, chảy máu nướu, đưa đến nhiều những bệnh lý khác. Và nguy hiểm hơn nữa hoặc là nguy cơ thì coi như không còn cái răng nào để có thể làm những cái chức năng nhai như bình thường. Thực sự ấy, tốt nhất là mình phải biết giữ vệ sinh răng miệng, biết chải răng vệ sinh đúng cách. Nhưng là hai, thường là người ta cũng khuyến cáo là hai lần trong một ngày hoặc là sau mỗi lần ăn là đánh răng, và phải đánh đúng cách. Ví dụ như hàm dưới thì phải kéo bàn chải lên, hàm trên thì chải xuống, và thường được tư vấn và khám thường xuyên một năm tối thiểu từ 1 tới 2 lần để có thể chăm sóc về răng miệng cũng như là mô nha chu có liên quan. Còn nếu mà để lâu quá thì cái tình trạng răng nó sẽ rớt hết.